Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Lời đầu tiên, Thu Trang xin được phép gửi đến quý khán thính giả một lời chào thân thương. Vụ án hôm nay mình mang tới cho các bạn xảy ra tại huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang. Trước khi bắt đầu vụ án, mình rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Án Bí Ẩn nhé. Rạng sáng ngày 7 tháng 5 năm 2012, trên đường Trường Hải, huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang, Thân Quế Hòa, một công nhân vệ sinh môi trường, tình cờ phát hiện một sự việc kinh hoàng. Như mọi ngày, em bắt đầu công việc của mình từ rất sớm, tỉ mỉ quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trên đường. Tuy nhiên hôm nay, một chiếc xe ba gác màu xanh gần đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt của anh. Khi tiến lại gần, phía dưới gầm xe, Thân Quế Hòa nhìn thấy một người đàn ông đang nằm yên bất động, quần áo sộc sạch, cánh tay buông lỏng, hai chân hướng về hai phía khác nhau. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, bờ ngực thoi thóp, dường như không còn sự sống. Đáng sợ là, nằm khuất về phía trong còn có một người nữa, không rõ nam hay nữ, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Bất an và lo lắng, Thân Quế Hoa liền lớn tiếng gọi người đàn ông tỉnh dậy, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Linh cảm cả hai có khả năng đã chết, anh liền hô hoán mọi người xung quanh để nhờ giúp đỡ. Tiếng cầu cứu của Thần Quế Hòa vang lên khẩn thiết, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Từ xa, âm thanh dồn dập thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Trường Hưng và trung tâm cứu hộ 120 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai Thần Quế Hòa. Anh kể lại rằng, trong lúc dọn dẹp vệ sinh, tình cờ nhìn thấy dưới gầm xe ba gác có hai người đang nằm yên bất động trên vũng máu, không rõ sống chết. Thông qua điều tra sơ bộ tại hiện trường, người bị hại trong vụ án là một đôi nam nữ đã chết do mất máu, trên người có nhiều vết đâm, thi thể được giấu dưới gầm xe ba gác. Theo báo cáo, đêm qua, tại khu vực này có một trận mưa lớn, khiến các manh mối xung quanh hiện trường không còn nguyên vẹn. Nước mưa chảy xuống đã rửa trộn lẫn với máu trên mặt đất, xóa đi nhiều chi tiết quan trọng, làm việc điều tra trở nên khó khăn vô cùng. Các trinh sát đã lục tìm kỹ lưỡng, nhưng tiếc rằng không thể phát hiện bất cứ dấu vết nào của nghi phạm. Với tình hình hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể xác định đây có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không, hay chỉ là nơi để hung thủ phi tang và dựng thành hiện trường giả. Cảnh sát họp bàn và đưa ra nhận định nạn nhân trong vụ án có đến 2 người. Để di chuyển thi thể của họ từ một nơi xa đến đây là điều rất khó. Vì vậy, khả năng cao hiện trường đầu tiên của vụ án có thể rất gần với nơi phát hiện thi thể. Mở rộng điều tra, tại một khoảng sân cách chỗ nạn nhân không xa, các trinh sát tìm ra một chi tiết quan trọng. Họ đã thu thập được một con dao làm bếp, lưỡi dài, hình dạng và kích thước dao trùng khớp với vết chém trên cơ thể nạn nhân. Tiến hành đối chiếu, bộ phận pháp y xác nhận đây là hung khí mà nghi phạm đã sử dụng. Cảnh sát cho rằng hành vi của hung thủ đã mất đi nhân tính. Hắn dẫn dụ con mồi đến khu vực hoang vắng, ít người qua lại rồi mới ra tay sát hại. Thủ đoạn gây án lại rất tàn nhẫn, chém nhiều nhát khiến nạn nhân mất máu, ồ ạt rồi tử vong tại chỗ. Nhận thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Trung tâm Chỉ huy Công an huyện Trường Hưng đã lập tức báo cáo cho Lữ đoàn Cảnh sát đặc nhiệm tuần tra, cùng với toàn bộ lực lượng cảnh sát quận Xích Thành để phối hợp điều tra và truy bắt hung thủ. Bước vào quá trình phá án, cảnh sát bước đầu xác minh danh tính của người bị hại. Sau khi trích lục lai lịch và thân nhân, các điều tra viên cho biết, hai nạn nhân là đồng nghiệp, làm phục vụ ở một tiệm ngâm chân cổ truyền tại huyện Trường Thành. Quê quán của họ ở huyện Nam Triệu, tỉnh Hồ Nam. Hai người khoảng 18 tuổi, còn rất trẻ và có đời tư trong sạch. Buổi tối ngày 7 tháng 5, hai nạn nhân tham gia bữa tiệc thường niên tại chỗ làm. Trong bữa tiệc, hai người có xảy ra tranh chấp với một người khác. Đôi bên lớn tiếng và có va chạm trên bàn nhậu. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến và làm việc cùng người này, thì anh ta đã chứng minh được mình có bằng chứng ngoại phạm. Ngay khi tranh cãi kết thúc, anh ta đã chủ động làm hòa với hai nạn nhân. Phía bên kia cũng vui vẻ bỏ qua và họ cùng nhau nhậu tiếp đến gần 3 giờ sáng cùng ngày. Đồng thời, buổi tối hôm đó, anh ta không đi ra ngoài, chỉ ở trong tiệm và có camera ghi lại. Vì vậy, cảnh sát Trường Hưng loại trừ khả năng anh ta là nghi phạm và nạn nhân bị sát hại do yếu tố trả thù. Liệu rằng, đây có phải là một vụ án giết người cướp của thông thường? Sau khi phân tích, cảnh sát cho rằng
xác suất xảy ra trường hợp này là rất thấp. Bởi vì tại hiện trường, tiền và tài sản trong túi nạn nhân vẫn còn, chỉ bị mất đi 2 chiếc điện thoại. Mặt khác, dựa vào kinh nghiệm của các trinh sát, những vụ án xâm phạm tài sản, mục đích chính của tội phạm thông thường chỉ là tiền của. Thủ đoạn thường dùng là đe dọa hoặc chế ngự nạn nhân. Rất ít khi xảy ra giết người, càng không ra tay nhẫn tâm và tàn ác như vậy. Vậy động cơ thật sự của hung thủ là gì? Câu hỏi này khiến phía cảnh sát phải vất vả đi tìm lời giải. Lúc này, chiếc xe 3 bánh màu xanh tại hiện trường trở thành manh mối quan trọng của cuộc điều tra. Chiếc xe này đến từ đâu? Chủ xe là ai? Tại sao lại xuất hiện tại hiện trường? Chắc chắn chủ xe có liên quan nhất định đến vụ án. Càng quan trọng hơn nữa, người đó có thể chính là hung thủ. 6 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2012, Công an huyện Trường Hưng nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Đầu dây bên kia tự xưng là Lão Trương, chủ nhân của chiếc xe 3 gác màu xanh ở hiện trường. Cảnh sát vô cùng bất ngờ khi nghi phạm đã tự chủ động tìm đến họ. Về thân nhân, Lão Trương là người ở huyện Từ Châu, Giang Tô, tới Trường Hưng làm ăn đã nhiều năm. Công việc hàng ngày của Lão Trương là chạy xe 3 gác thuê cho các hộ dân trong vùng. Mỗi ngày khi kết thúc công việc, ông đều đỗ xe ở khu vực trước cửa nhà mình. Nhưng sáng nay, khi thức dậy, ông rất ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng chiếc xe 3 bánh của mình, nên ông quyết định báo cảnh sát để làm rõ sự việc. Cảnh sát vào cuộc xác minh lời nói từ phía Lão Trương. Sau khi tiến hành tra hỏi, kết quả cho thấy chiếc xe màu xanh tại hiện trường thật sự là của ông ta. Tuy nhiên, Lão Trương đêm đó chỉ ở trong nhà, căn bản không hề xuất hiện ở khu vực xung quanh hiện trường. Sau khi cất xe vào vị trí như mọi ngày, Lão Trường vào nhà, ăn cơm tối với vợ và đi ngủ. Vì cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, nên phía cảnh sát đã loại ông ta khỏi diện tình nghi. Cuộc điều tra rẽ sang một hướng khác. Các trinh sát cho rằng chiếc xe của Lão Trương không thể tự nhiên biến mất, nhất định có người đã trộm đi chiếc xe. Thông thường, theo tâm lý tội phạm, nếu trộm cắp tài sản, họ sẽ lập tức tẩu tán hoặc phi tang theo nhiều cách khác nhau. Còn đối với trường hợp này, tài sản trộm cắp là chiếc xe lại ngang nhiên xuất hiện tại hiện trường một vụ giết người. Chỉ có một lý do duy nhất, kẻ trộm xe cũng chính là hung thủ giết người. Quan sát khu vực sinh sống của Lão Trường, cảnh sát phát hiện tại giao lộ trước nhà ông ta có gắn camera giám sát. Chỉ cần trích xuất dữ liệu trong camera, kẻ trộm sẽ phải lộ diện. Để có kết quả trong thời gian ngắn nhất, cảnh sát đã thành lập một đội theo dõi camera gồm 30 người. Tất cả những đoạn video từ ngày 7 tới ngày 8 tháng 5 sẽ được kiểm tra cẩn thận. Từ camera được gắn ở đại lộ, bến xe đến đường các trục đường nội thành đều được trích xuất đầy đủ. Đội ngũ kiểm duyệt viên phải làm việc liên tục trong nhiều ngày với hy vọng nhanh chóng tìm được manh mối của nghi phạm. Theo camera ghi nhận, đêm ngày 7 tháng 5 năm 2012, có một bóng người thường xuyên lấp ló trước khu vực để xe của nhà Lão Trương. Khi quan sát thấy xung quanh không có ai, người này nhanh chóng tiến đến cửa xe, dùng một vật thể bằng kim loại tiến hành bẻ khóa. Thao tác vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Chưa đầy 2 phút sau, kẻ này đã lấy được chiếc xe. Tên trộm đã che chắn biển số cẩn thận bằng một tấm banner quảng cáo nhằm cản trở sự tìm kiếm của cảnh sát. Nhưng chớ trêu thay, chính tấm banner quảng cáo này đã trở thành đặc điểm nhận dạng, giúp các điều tra viên dễ dàng theo dõi lại hành trình của hắn ta. Sau khi cẩn thận kiểm tra các đoạn video khác, những hình ảnh rõ ràng đầu tiên của nghi phạm cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, vì chất lượng của camera giám sát tương đối thấp, nên nét mặt của nghi phạm hiện lên rất mờ nhạt, không thể nhận dạng, khiến công cuộc điều tra gặp khó khăn. Theo như những gì thu thập được từ video, nghi phạm là đàn ông, cao khoảng 1m70, tóc để dài phủ tai và gáy. Đó là những dấu hiệu nhận dạng ban đầu để cảnh sát tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Nhưng nhìn chung, thông tin về nghi phạm vẫn rất mơ hồ và rời rạc. Không bỏ cuộc trước khó khăn, phía cảnh sát theo dõi tỉ mỉ quá trình di chuyển của nghi phạm, phát hiện một tình tiết đặc biệt. Khi chiếc xe 3 bánh màu xanh đi qua một giao lộ lớn, thì không lâu sau đó, chiếc xe đã quay đầu trở lại. Từ chi tiết bất ngờ này, các điều tra viên đổi hướng tìm kiếm sang chiều ngược lại. Tiếp tục thu thập dữ liệu từ các camera giám sát khác, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra địa điểm mà người bị hại đã lên xe. Đó là khu vực trước nhà hàng lẩu mang tên Hương Lẩu. Camera cho thấy, hai nạn nhân đã bước lên xe của nghi phạm
lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2012. Khi lên xe, hai nạn nhân đang trong trạng thái say xỉn vì vừa kết thúc buổi tiệc tại chỗ làm. Chiếc xe màu xanh bắt đầu di chuyển về hướng hiện trường vụ án. Tuy nhiên, hiện trường là khu vực tương đối hẻo lánh và vắng người nên không có camera nào ghi lại quá trình. Toàn bộ diễn biến tiếp theo vẫn còn là một ẩn số. Tiếp tục kiểm tra hàng loạt camera xung quanh khu vực hiện trường từ lúc 3 giờ đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2012. Cảnh sát phát hiện một đối tượng lạ mặt với đặc điểm hình thể và dáng vóc bên ngoài khá giống nghi phạm. Hắn ta không đi vào đại lộ mà băng qua quảng trường gần đó, nhanh chóng leo lên một chiếc xe đạp điện bên đường rồi tháo chạy. Đối tượng khả nghi mặc áo mưa, bên trong để lộ ra áo phông xanh, quần vải sẫm màu. Dù trời còn tối, nhưng hắn ta cố tình không bật đèn xe để tránh bị chú ý và dễ dàng tẩu thoát hơn. May mắn thay, hệ thống xe điện công cộng tại huyện Trường Hưng đều gắn biển số chống trộm. Đặc điểm này trở thành điểm mấu chốt giúp cảnh sát lần theo dấu vết của nghi phạm. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện rằng lần cuối nghi phạm xuất hiện là ở cầu Lục Huy, làng Kiều Khê. Kể từ đó, hắn ta biến mất không còn tung tích. Làng Kiều Khê là một ngôi làng nằm ở ngoại ô của huyện Trường Hưng. Ngôi làng này tập trung rất nhiều người ngoại tỉnh và có rất nhiều hộ cho thuê nhà. Tình hình dân cư tương đối đông đúc và phức tạp, tạo điều kiện khá thuận lợi để kẻ tình nghi dễ dàng ẩn nấp. Nhưng may mắn thay, ngôi làng có diện tích khá nhỏ, một mặt lại nằm sát kênh lớn, định hình tương đối khép kín. Nghi phạm một khi đi vào sẽ khó có đường tẩu thoát ra nơi khác. Nắm được điều này, các trinh sát nhanh chóng bắt tay vào công cuộc điều tra. Một đội tiến hành chốt chặn các lối ra vào của làng Kiều Khê. Một đội tiếp tục trích xuất dữ liệu camera, đối chiếu với đặc điểm nhận dạng của kẻ tình nghi. Một đội dò hỏi người dân địa phương để xác định thân nhân của hung thủ. Không loại trừ khả năng, nghi phạm là người từng sinh sống ở làng Kiều Khê. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã thu được nhiều manh mối đắt giá. Trong quá trình thăm hỏi người dân trong vùng, cảnh sát đã sàng lọc được danh sách những người biết sử dụng xe ba bánh. Danh sách bao gồm rất nhiều cái tên khác nhau, nhưng xét về đặc điểm cơ thể, chiều cao và hình dáng bên ngoài của nghi phạm, chỉ có một cái tên trùng khớp, đó là Tư Bảo. Thông qua trích xuất camera, cảnh sát nhận thấy nghi phạm từ khi vào làng Kiều Khê đã di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, nhưng trạm dừng chân của hắn lại là ở một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Trùng hợp thay, đây chính là ngôi nhà của chị gái ruột Tư Bảo. Từ hai bằng chứng trên, có thể kết luận rằng nghi phạm hàng đầu của vụ án chính là Tư Bảo. Năm nay hắn ta vừa tròn 25 tuổi, cao khoảng 1m70, người ở huyện An Dương, tỉnh An Huy. Cách đây không lâu, hắn đã rời quê đến Trường Hưng để làm việc và tạm trú tại làng Kiều Khê. Tuy nhiên, khi điều tra viên tới nơi mà hắn ta thuê ở, nghi phạm đã biến mất từ lâu. Tiếp tục lần theo dấu vết từ camera, cảnh sát phát hiện Tư Bảo đã lên đường lẩn trốn đến bến xe Nam Kinh. Theo chân hắn ta đến đây, cảnh sát lại ghi nhận được tin nghi phạm đã rời đi trong đêm. Mặc dù Tư Bảo đã thành công trong việc cắt đuôi, nhưng phía cảnh sát cũng không bỏ cuộc. Các điều tra viên tiến hành ra soát các chuyến xe khách và dữ liệu từ camera, nhanh chóng phát hiện tọa độ của Tư Bảo. Hắn ta đang trên đường di chuyển về quê nhà ở An Huy mà không biết rằng cảnh sát đã tăng cường lực lượng, một mạng lưới vây bắt rộng khắp đang dần hình thành. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp khi nghi phạm liên tục thay đổi lộ trình di chuyển và trang phục mang trên người. Ngay khi về tới An Huy, hắn ta đã tìm cách lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 5 năm 2012, cảnh sát phát hiện người vợ ở quê của Tư Bảo cũng đột nhiên biến mất không dấu vết. Dữ liệu quốc gia cho biết vợ của Tư Bảo là người gốc Vân Nam. Khả năng cao, Tư Bảo và vợ đang lên kế hoạch bỏ trốn đến Vân Nam, mà chỉ có một con đường duy nhất là di chuyển qua sân bay Côn Minh. Lần theo thông tin này, cảnh sát Trường Hưng gấp rút lên phương án vây bắt. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2012, nhận được thông báo chuyến bay cuối cùng từ Côn Minh đến Vân Nam sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Trường Hưng, Trương Xuân Cường lập tức điều động 6 trinh sát viên tới Côn Minh để chốt chặn. Tại đây, nhờ sự tình báo của cảnh sát địa phương, đội hình sự từ huyện Trường Hưng đã cập nhật được chính xác địa điểm Tư Bảo đang lẩn trốn. Đó là một khách sạn nhỏ ở ven khu Quản Độ, gần sân bay Côn Minh. Triển khai vây bắt, cảnh sát nhanh chóng ập vào phòng, áp sát nghi phạm và khống chế hắn. Tư Bảo không hề phản kháng, bình tĩnh chấp nhận sự thật.
nghi phạm chính của vụ án đã bị bắt giữ. Khoảnh khắc chiếc còng được chặt vào tay, dường như mọi gánh nặng tinh thần đã được trút bỏ. Tư Bảo đón nhận trong sự im lặng và cái thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn ta đã biết trước cái giá phải trả cho hành động dã man của mình. Cuối cùng, dù tinh vi đến đâu, hung thủ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình thẩm vấn, Tư Bảo khai nhận toàn bộ sự thật về tội ác của mình, không hề che giấu hay có thái độ biện minh. Đứng trên góc nhìn của Tư Bảo mà nói, Trường Hưng vốn là giấc mơ của hắn, nơi hắn dành hết tâm sức để an cư lạc nghiệp, xây dựng một cuộc sống gia đình viên mãn. Ít ai biết rằng, năm 2009, khi còn là một thanh niên mới lớn, Tư Bảo đã mang trên vai trách nhiệm chăm sóc vợ và con nhỏ. Để cải thiện kinh tế, hắn ta một mình rời An Huy đến Trường Hưng làm việc. Vốn có trình độ học vấn không cao, lại không thành thạo bất cứ nghề nghiệp gì, Tư Bảo chỉ có thể đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy. Công việc vất vả, đồng lương lại không cao, quần quay cuộc sống vội vã nhanh chóng làm hắn ta nhụt chí. Tư Bảo rẽ hướng sang làm tài xế xe ba gác, công việc bấp bênh và ít thu nhập. Trụ với nghề được 5 tháng, không chịu nổi vất vả, hắn ta chọn cách rời bỏ Trường Hưng trở về quê nhà. Đến tháng 4 năm 2012, Tư Bảo một lần nữa đem ước mơ và hy vọng quay lại Trường Hưng. Lần này, hắn sống với chị gái ruột ở làng Kiều Tây, mong muốn tìm được một công việc phù hợp để có tiền gửi về cho vợ con. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm rất nhiều, nhưng 10 ngày trôi qua, Tư Bảo vẫn chưa có việc làm. Hắn ta tìm mãi nhưng không có ai nhận. Vì quá buồn chán, Tư Bảo quyết định đi qua nét gần nhà để giết thời gian. Với 1.000 tệ mang theo bên người, hắn nhanh chóng đốt hết số tiền vào các trò chơi online. Đến ngày 7 tháng 5 năm 2012, cái ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời Tư Bảo, biến hắn từ một công dân lương thiện thành một tên sát nhân máu lạnh. Khi đã tiêu hết số tiền cuối cùng mà vẫn chưa tìm được bất cứ công việc nào, để có tiền ăn, Tư Bảo đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Với kinh nghiệm từng làm tài xế lái xe ba gác, hắn dự tính sẽ trộm lấy một chiếc xe, sau đó dùng nó để đón khách và cướp tiền của những người đi xe. Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Tư Bảo lấy trộm một con dao từ quầy rau trong chợ. Bước tiếp theo, hắn ta để ý quan sát những chiếc xe trong khu vực. Khi thấy chiếc xe của lão Trương được đặt ở nơi ít người qua lại, biết cơ hội của mình đã tới, hắn chủ động phá khóa và lấy xe tẩu thoát ngay trong đêm. Đến đây, Tư Bảo lái xe dọc lên đại lộ để tìm kiếm con mồi lý tưởng. Trong mắt hắn, những người phụ nữ là đối tượng dễ ra tay nhất. Nhưng mãi đến 3 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2012, Tư Bảo mới bắt gặp được hai người trẻ tuổi vừa bước ra từ một quán lẩu. Họ vẫy tay ra hiệu muốn bắt xe về nhà. Nhận thấy hai người này đã say khướt, chân tay bắt đầu loạng choạng, Tư Bảo quyết định đây sẽ là miếng mồi của hắn tối nay. Một phi vụ cuối cùng trước khi trở về nhà với vợ con. Khi lên xe, hai người thanh niên trẻ đã say đến mức không biết mình muốn đi đâu, về đâu. Tư Bảo vừa trò chuyện, vừa cố gắng quan sát xem họ có mang theo thứ gì trên người hay không. Nhưng đáng tiếc thay, cả hai đối tượng đều chẳng có tài sản gì đáng giá. Nhận thấy kế hoạch của mình bị phá sản, Tư Bảo định bụng sẽ chở họ về nhà và lấy tiền xe như thông thường rồi tìm con mồi khác. Nhưng trên đường đi, vì không tìm được địa điểm đến chính xác, Tư Bảo và hai người thanh niên xảy ra tranh cãi lớn. Tiếng mưa ngoài trời tầm tã cũng không át được sự tức giận đang dâng cao ngùn ngụt bên trong xe. Hai phía liên tục tuôn ra những lời sỉ vả và xúc phạm, chạm đến lòng tự ái và sự bế tắc bên trong. Tư Bảo không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt hắn sắc như đá, hai tay nắm chặt lộ rõ các đường gân. Gương mặt đỏ bừng phừng phừng lửa giận, không kiềm chế được nữa, Tư Bảo rút dao thủ sẵn trong người đâm trực diện vào nam thanh niên. Cú đâm chí mạng làm anh ta gục ngay xuống xe. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn hăng máu, Tư Bảo đã lao về phía cô gái, ra tay một cách tàn nhẫn và khát máu. Những nhát dao đâm sâu vào bụng, vào ngực, đi kèm tiếng la thất thanh, xé nát tiếng mưa rả rích ngoài trời. Chỉ khi hai nạn nhân bất tỉnh, hắn mới dừng lại. Ngay từ giờ phút này, Tư Bảo đã chính thức trở thành kẻ giết người máu lạnh, không thể quay đầu. Biết mình không còn đường lui, Tư Bảo mang thi thể nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi nhét xác của họ vào gầm xe. Hung khí được hắn ta phi tang gần đó và bắt đầu hành trình lẩn trốn của mình. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, Tòa án Nhân dân huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án Tư Bảo
với tội danh cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản. Tòa tuyên phạt Từ Bảo tử hình. Xét thấy hành vi của Từ Bảo không còn nhân tính, để lại hậu quả nặng nề với gia đình người bị hại nói riêng và xã hội nói chung, tòa bác bỏ toàn bộ các yêu cầu khoan hồng từ phía bị cáo. Chính thức, Từ Bảo đã phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Chua xót thay, quyết định man dợ của Từ Bảo lại bắt nguồn từ chính mong muốn nhỏ nhoi có đủ tiền để chăm lo cho gia đình. Một mong ước vô cùng chính đáng và thiết thực. Nhưng cách nghĩ, cách hành động của Từ Bảo đã đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Hắn không có quyền và không được phép tước đoạt mạng sống của bất cứ ai trên cuộc đời này. Đừng vì một phút bốc đồng và thiếu kiềm chế của bản thân mà để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình những người bị hại và những người xung quanh. Nếu biết trước kết quả ngày hôm nay, khi phải đối diện với bản án tử hình, mình tin chắc Từ Bảo sẽ vô cùng hối hận về những việc mà mình đã gây ra. Sự hối lỗi muộn màng và đầy đau đớn. Khi giờ mọi thứ đã không thể quay trở lại như ban đầu, đây cũng là bài học vô cùng giá trị đối với mỗi chúng ta. Chỉ có đồng tiền được làm ra từ chính đôi bàn tay và khối óc của bạn, từ chính sự cố gắng và nỗ lực, từ những việc làm lương thiện và tốt đẹp mới mang lại giá trị cho cuộc sống này. Dù tội ác có được che đậy, dù kẻ thù ác có chạy trốn, thì một ngày nào đó, tất cả cũng phải trả những cái giá xứng đáng. Hãy sống, làm việc và yêu thương bằng chính sự tử tế trong mỗi chúng ta. Vậy là vụ án sát hại đêm mưa đã đi đến hồi kết. Chắc hẳn video lần này đã để lại trong lòng quý khán thính giả nhiều suy nghĩ khác nhau. Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Và đừng quên ủng hộ án bí ẩn bằng một lượt like, một đăng ký kênh và rất nhiều video hấp dẫn đang chờ đợi bạn. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình và hẹn gặp lại ở video lần tới nhé!